trên cái Line Array LA12 anh em nhé. Với LA12 thì sử dụng bát 30 và từ neo anh em nhé, hai chép. Thì hiện tại em đang nói trên trực tiếp một set này, tức là cả mid lao làm súp anh em nhé, và LA12 thì sẽ là full. Đang anh em đang nghe trực tiếp cả một, đây là cả một combo anh em nhé. Thì combo này rất là hấp dẫn cho anh em, DA12 chỉ 19 triệu một cặp thôi. Đó, và mid lao là hiện tại đang thanh lý anh em nhé, chỉ còn hai cặp và giá 18 triệu một cặp mid lao anh em nhé. Thì với dòng này thì năm 2023 thì bên em cũng đi demo khá là nhiều nơi. Thì sử dụng DA112, với DA112 thì nó cho nó ra cái chất âm rất là hay, rất là cái tiếng chép rất là tan và nhuyễn anh em nhé. 1256 đang nói trực tiếp thì anh em có thể là nghe thấy cái tiếng rất là chân thật đúng không ạ? Và ok, em xin đẩy một chút reverb. Mic thì em sử dụng cái mic BS850 anh em nhé, mic 4 dâu, giá của nó chỉ 5 triệu 2 anh em nhé. Và ở đây thì sử dụng code DX480, giá 6 triệu anh em nhé, giá 6 triệu con code này. Mới một con đẩy LT4000 Flute, giá hiện tại 8 triệu 7 anh em nhé. Con này thì 1000W một kênh. Và súp thì em với mid lao kia thì em sử dụng TD2500. Thật ra thì với cấu hình này thì chơi con TD2500 hơi dư thừa, anh em sử dụng PL2.18 thì là cũng đã thoải mái rồi anh em nhé. Đó, ở đây là một cái cấu hình mà cho anh em có thể đi sâu, sử dụng hai mid lao và chúng ta sử dụng hai hoặc ba tay lay array đều ok. Đó, anh em nghe qua cái tiếng vợt anh em nhé, tiếng vợt rất là đẹp đúng không ạ? Đó, 1256. Anh em cùng nghe qua nhé. Sở Chuyện tình nào xa xưa đưa đón trong ngày mưa, nhìn dòng đời lại qua đời sao băng giá, người nơi đây sao vô tình. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ em nào vui, vì cớ đâu mình bất nhau lòng đau. Từng hạt tuyết rơi đi khóc cho nơi đây anh lẻ loi, giờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nồng say. Em nhớ ân tình không, nơi có anh chờ trông, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tìm vật vương khi đôi ta biệt ly, giờ thì đã đi thương nhớ cho trái tim cuộc gì. Em có quay về chăng, ta đứng đây đợi mãi cho thương xót tan thành băng. Anh em cũng nghe qua cái chất âm thì với cái LA12 này thì giá hiện tại đang rất tốt anh em nhé, chỉ với là 19 triệu một cặp thôi. Anh em nhé, rất là đẹp, rất là gọn nhẹ, nhập nguyên con anh em nhé. Và mid lao sử dụng đang khuyến mại là chỉ còn 18 triệu thôi. Nên anh em nào có nhu cầu thì anh em thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video, chào tất cả anh em. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.